Nếu bạn đang có nhu cầu muốn mua Agroblock Block Food giá rẻ thì hãy đến ngay shop agroblock.com. Tại đây có bán rất là nhiều VIP mà giá vô cùng hời, chẳng hạn như có Mochi, có Song Kiếm và Root Human, thì hãy đến shop agroblock.com. Ok, what's up man, chào mọi người nha, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình, và mình là Đạt Tech Girl đây. Rồi thì ngày hôm nay là ngày 16 tháng 5, thì chính thức là cái clean data X của chúng ta đã cập nhật lên phiên bản mới rồi nha mọi người. Thì từ sáng tới giờ mình nhận được khá là nhiều yêu cầu của mọi người là kêu mình là anh ơi anh hãy cập nhật cái clean data X lên phiên bản mới đi để cho tụi em có thể tải được. Thì nói chung là mình thì mình ra video hơi muộn thì mình mong là mọi người thông cảm ha. Rồi thì trong video này thì mình sẽ mang đến cho mọi người cái clean data X phiên bản V12 mới nhất ở thời điểm hiện tại nha mọi người, giúp cho mọi người có được cái clean data X để sử dụng ha. Rồi thì nói chung là cái cách cài đặt thì nó cũng như những cái clean khác thôi, thì mọi người chỉ cần tải cái file APK về rồi sau đó mọi người cài. Thì trước khi mà mọi người cài đặt những cái clean hack á thì mọi người vui lòng là mọi người xóa đi những cái tựa game Goblock có trên máy này, hoặc là những cái clean cũ ha. Đó, mọi người xóa đi rồi mọi người hãy cài đặt cái clean mới vào nha mọi người. Rồi thì ở đây là mình đã cài đặt sẵn cái clean Data X V12 rồi, thì bởi vậy là mình không có cần cài nữa. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình vào trong cái clean Data X V12 để mình test cho mọi người xem coi là bên cái clean Data X khi mà nó cập nhật lên phiên bản V12 liệu nó có thể sử dụng được hack nữa hay không ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình vào trong cái tựa game Lock Food nha mọi người. 3, 2, 1, let's go. Rồi mọi người, thì hiện tại thì mình đang vào trong cái tựa game Lock Food trong cái clean data X phiên bản V12 nha mọi người. Rồi thì bây giờ mọi người sẽ tiến hành mọi người đợi cùng mình để cho nó vào game ha mọi người. Đây, thì nói chung là đối với là cái clean data X phiên bản V12 thì nó cũng khá là ok nha mọi người. Rồi thì hiện tại là mình đang đã vào trong cái tựa game Lock Food rồi nè. Rồi thì mọi người đợi em tí để cho tiến hành cái tựa game Lock Food nó load ha mọi người, do là nó mới vừa mình mới vừa cài cái clean data X ấy, thì bởi vậy là vừa vào game thì nó hơi bị load nha mọi người. Đó, phải cho nó thời gian để nó load vào game ha. Rồi mọi người, thì sau 7749 lần mình đứng mình ngồi mình đợi nó thì cuối cùng nó cũng đã load xong rồi nha mọi người. Rồi hiện tại là mình đã vào được trong cái tựa game Lock Food trong cái clean data X phiên bản V12 rồi. Thì đối với lại cái phiên bản V12 này thì mình không biết là có gắt cây hay không, nhưng mà khi mà mình mới vừa vào game á mọi người, thì khi mà mình mới vừa vào game thì nó hiện lên cái bảng data X để cho mình nhập sầu rip luôn mọi người ạ. Mình chưa có thấy cái bảng get cây ở đâu luôn, thì không biết là cái bảng phiên bản V12 này nó có get cây hay không. Chứ máy của mình thì khi mà cài vào xong là vào ca phát là được luôn mọi người ạ, chứ không có get cây ha. Thì nếu mà bạn nào mà khi mà vào mà nó bắt buộc mọi người get cây thì mọi người cứ get cây như bình thường thôi. Thì nói chung là mọi người chỉ cần copy cái link get cây này rồi sau đó mọi người vào trong web để mọi người get cây mọi người sử dụng. Đó, thì khá là đơn giản ha. Còn hiện tại mình không hiểu tại sao mà khi mà mình vào trong cái clean data X thì nó đã tiến hành nó vào cái bảng nhập sầu rip luôn mọi người ạ. Nó không yêu cầu mình phải get cây luôn. Rồi, thì bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình vào bên trong game nè. Đó, mình vào bên trong game để mình test cho mọi người về cái clean data X ha. Rồi thì đối với mọi người khi có thể thấy nè, thì khi mà vào bên trong là chúng ta sẽ không có yêu cầu là phải cập nhật hay cái gì hết nha mọi người. Tại vì hiện tại là cái clean data X phiên bản V12 này là phiên bản mới nhất rồi. Đó, còn những bạn nào mà khi mà vào mà nó kêu mọi người là cập nhật á thì là mọi người chưa có cập nhật lên phiên bản V12 nha. Còn bạn nào mà cập nhật rồi giống mình á thì nó sẽ không có yêu cầu mọi người cập nhật nữa. Rồi, thì đối với là cái clean data X này thì ở phiên bản V12 này thì nó cũng như những phiên bản trước thôi. Ở đây mình sẽ test thử cái hát nhảy cao nè. Đấy, mọi người thấy chưa? Hát nhảy cực kỳ cao luôn nha mọi người. Đấy, thì cái này hát nhảy cao này thì mọi người có thể chỉnh trong cái clean data X ha. Nó có trong cái hư mục hát ấy. Đây, hư mục này này. Đấy, hư mục này, đâu, hư mục này này. Đấy, thì chúng ta sẽ có cái phần chim power này. Mọi người muốn nhảy cao thì mọi người nhấn vào là sẽ tự động nhảy cao ha. Đó, nhảy này. Đấy, mọi người thấy chưa? Nhảy phát bay lên tòa nhà chọc trời luôn. Quá là ok nha mọi người. Rồi, thì bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình kiếm một cái server clip nào đó để mình vào trong đây để mình test cho mọi người ha. Thì nói chung là sẽ có khá là nhiều bạn sẽ khi mà xem tới đây sẽ bảo là cái phiên bản V12 này sẽ không có sử dụng được hack. Thì sẵn ở đây mình sẽ tiến hành mình kiếm một cái server clip nào đó để mình test cho mọi người. Ở đây thì mình đã chuẩn bị sẵn cái server clip rồi nè. Đây, mình chuẩn bị sẵn rồi, thì bây giờ mình vào trong cái clean hack này mình dán vào thôi. Đây, dán vào ha. Đó, dán vào rồi nhấn chạy nè. Đấy, thì nói chung là cái sầu rip mà ngày hôm nay mình test thì video trước thì mình cũng đã có làm về cái menu hack này rồi, do là hôm nay là mình lấy vào để mình test cho mọi người thôi. Đấy, thì sầu rip này nó được cái là khi mà mọi người sử dụng nó đó là mọi người sẽ có cái chức năng chạy nhanh nha, chạy cực kỳ nhanh luôn nha mọi người. Đấy, chạy cực kỳ nhanh luôn, và mọi người chạy nhanh mọi người sẽ hack thêm cái nhảy cao trong cái data X nữa là quá là ok luôn mọi người ạ. Đây, nhảy cực kỳ cao nè. Đó, thì clean data X phiên bản V12 quá ngon nha mọi người. Những bạn nào mà khi mà vào nó có kêu mọi người cập nhật, nó có kêu mọi người get cây đâu đó thì mọi người cứ get cây bình thường thôi. Còn bạn nào mà không biết cách get cây thì mình sẽ chèn cái video get cây vào ha. Đó, video cái cách get cây vào thì nói chung là
Ở đây thì mình sẽ tiến hành mình test cái chế độ auto farm level cho mọi người xem. Để cho mọi người bảo, mất công mọi người lại bảo là cái bản hack này không sử dụng được. Đấy, mọi người thấy chưa? Đối với lại cái bản hack này là sử dụng được 100% nha mọi người. Đó, sử dụng được rất là ngon luôn ha. Đấy, mọi người thấy chưa? Khá là ok luôn. Rồi, thì khi mà xem tới đây là mọi người cũng đủ hiểu là cái clean data x phiên bản V12 này là nó hoạt động ổn ra sao rồi đúng không? Thì link sau rip, thì link sau rip với lại link cái clean hack này thì mình sẽ để link dưới phần mô tả hoặc là phần bình luận game. Và bây giờ thì mình cảm ơn tất cả mọi người vì đã đón xem video này. Chúc mọi người có một ngày tốt lành nha. Ok, và bye bye tất cả mọi người. Bye bye.